Vào tối qua mùng 3 tháng 3, một đám cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Hợp Thành, chuyên kinh doanh mặt hàng bông vải tại phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Nhà xưởng này bốc cháy suốt đêm khiến hàng chục hộ dân lân cận hốt hoảng di dời tài sản. Phải đến trưa ngày hôm nay mùng 4 tháng 3, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Theo những người chứng kiến, hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng đóng kiện bông của công ty vào chiều hôm qua. Đến tối thì biển lửa bao trùm toàn bộ diện tích 1.000 m2 của nhà xưởng này và lan sang khu lân cận có diện tích gần 700 m2. Đám cháy tiếp tục uy hiếp khu nhà trọ liền kề, buộc người dân phải di dời tài sản ra khỏi nhà. Lực lượng chức năng đã huy động 10 xe cứu hỏa, 100 cán bộ chiến sĩ chữa cháy suốt đêm. Sau đó, lực lượng chức năng đưa xe cuốc vào sâu bên trong nhà xưởng để kéo các kiện bông ngún khói và lửa ra bên ngoài. Ban giám đốc công ty thương mại Hợp Thành cho biết, vụ cháy đã khiến 1.500 m2 nhà xưởng bị đổ sập, hơn 300 tấn bông và nhiều nguyên liệu vải sợi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 10 tỷ đồng. Trong lô hàng 300 tấn bông vừa nhập về đã mua bảo hiểm cùng với khu nhà xưởng. Theo đó, doanh nghiệp Hợp Thành đã liên hệ đơn vị bảo hiểm để có hướng xử lý bồi thường.